Đó là phần tìm từ ngữ theo chủ đề. Ở phần từ ngữ theo chủ đề này, chúng ta sẽ lần lượt chinh phục các bài tập và nội dung của bài thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm xem những hoạt động nào trong những hoạt động sau được gọi là du lịch. Có 3 phương án cho các con lựa chọn: đi chơi ở công viên gần nhà, hay đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh, hay là đi làm việc xa nhà. Trong 3 phương án này, chắc các con dễ dàng nhận ra đó chính là phương án đi chơi xa để nghỉ ngơi hoặc ngắm cảnh. Thông qua cách lựa chọn này cũng là cách con đã hiểu thế nào là du lịch. Ta vận dụng để đặt câu và trong trường hợp câu cụ thể con sẽ hiểu rõ hơn. Các con cùng theo dõi nhé. Ví dụ, con có thể lựa chọn đơn giản: em thích đi du lịch. Hoặc mùa hè, gia đình em thường đi du lịch. Cũng có thể con lựa chọn cách đi du lịch thật là vui. Qua bài tập số 1, chúng ta đã hiểu nghĩa của từ du lịch. Chúng ta tìm hiểu tiếp ở bài số 2. Bài số 2 sẽ cho các con hiểu khái niệm thế nào là thám hiểm và các con sẽ chọn ý đúng nhé. Cũng có 3 phương án để các con lựa chọn này. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở, đi chơi xa để xem phong cảnh, hay là thăm dò tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, thậm chí có thể là nguy hiểm. Trong 3 phương án này, chắc các con cũng sẽ chọn phương án C. Thám hiểm là thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ. Ở đó có thể khó khăn, có thể có nhiều điều bí ẩn, cho nên cũng có thể khá nguy hiểm.